Đây chính là rong nho sabudo. Rong nho có phải là kiểu rong biển Hàn Quốc á? Không, cái này không phải là rong Hàn Quốc mà kiểu cuốn cơm đâu. Mà cái này là rong nho Nhật Bản. Tức là nó sẽ là ăn kèm với cả sushi hay là sashimi. Nó là một cái rong nho tươi tách nước. Thì trình bày của nó là một gói như thế này. Nhưng mà khi mà muốn ăn thì chúng ta sẽ phải chế biến một chút xíu. Nhanh thôi, chờ chị một tí nhé. Ok, chế biến có dễ không chị? Dễ lắm lắm luôn ấy. Đầu tiên chỉ cần cho rong vào tô nước sạch, ngâm từ 2 đến 3 phút. Rong sẽ ngậm nước và tươi trở lại. Bây giờ là chúng ta sẽ phải rửa rong nho này bằng nước sạch. Vì đây là rong nho tách nước có chứa muối, nên sau khi đã ngâm trong nước từ 2 đến 3 phút thì chị sẽ phải vớt ra và rửa thêm 2-3 lần nước nữa như thế này để cho rong bớt mặn là có thể ăn được luôn. Đây, xong rồi. Chế biến nhanh nhá. Rong nho này là một loại đặc sản rất nổi tiếng của Nhật Bản, nhưng mà được mang về Việt Nam nuôi trồng mấy năm nay rồi. Loại rong nho này ở Nhật Bản thì rất là đắt và được gọi là món ăn của hoàng gia đấy. Ghê chưa? Nhìn cái này nhìn màu ngọc bích mà nhìn như mấy cái chùm nho tí hon chị nhỉ? Chính vì thế nên là người ta mới gọi rằng đây là rong nho đấy. Rong nho không chỉ dễ chế biến mà còn rất nhiều lợi ích, nên là chị hay mua về dùng trong bữa cơm gia đình. Trong rong nho có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao như kali, iốt, kẽm, magie, canxi, giúp các bé phát triển cho xương khớp, phòng ngừa các bệnh bướu cổ và táo bón. Ngoài ra thì các chất béo thuộc nhóm omega 3 có trong rong nho cũng giúp kích thích não bộ, phát triển trí thông minh của trẻ. Đặc biệt là hoạt chất fucodan giúp tăng sức đề kháng gấp nhiều lần thực phẩm thông thường, giúp các con phát triển thể chất khỏe mạnh từ bên trong, ngăn ngừa sự xâm nhập của virus và vi khuẩn đấy. Rong nho này thì chị mua về cho cả nhà cùng ăn. Sau khi ăn một thời gian thì chị thấy là em bé đã có sức đề kháng rất là tốt, ít khi bị ốm vặt, mà quan trọng là không còn thấy bị táo bón nữa. Mà bên cạnh đó thì cái rong nho này cũng rất là tốt cho chị em phụ nữ chúng mình. Nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện về vóc dáng và làn da này. EPA có trong rong nho thì sẽ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm đẹp kiểu như là từ bên trong ấy. Da mịn màng này, căng sáng này. Mà chị ăn nhiều rong nho chị có cảm giác như là hình như chị còn giảm được cả cân. Nhiều tác dụng thế á. Em ăn thay rau bình thường không? Cái này ăn thay rau bình thường được em ạ. Một ngày thì chúng ta sẽ ăn một gói là đủ cung cấp dinh dưỡng rồi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.